Trong đời vị lai, có kẻ nam người nữ nào không làm lành mà làm ác, cho đến kẻ chẳng tin nhân quả, kẻ tà dâm vọng ngữ, kẻ lưỡng thiệt ác khẩu, kẻ hủy bán đại thừa. Những chúng sanh có các nghiệp như thế tất phải đọa vào đường ác. Nếu gặp được hàng thiện tri thức khuyên bảo khiến trong chừng khảy móng tay, liền quy y Địa Tạng Bồ Tát, những chúng sanh đó lập tức được thoát khỏi báo khổ của tam ác đạo. Nếu có thể tâm trí quy kính và chiêm lễ tán thán, cùng dùng hương hoa y phục các thứ chân bảo hoặc đồ ăn thức uống mà cúng phụng, thì trong trăm ngàn muôn ức kiếp về sau thường được ở cõi trời hưởng thọ sự vui thủ thắng vi diệu. Nếu phước trời hết phải sanh xuống nhân gian thì vẫn còn trăm ngàn kiếp thường làm bậc đế vương, lại nhớ được túc mạng cùng cội ngành nhân quả. Này Định Tự Tại Đại Vương, Bồ Tát Địa Tạng có bất khả tư nghị đại oai thần lực, lợi ích rộng lớn cho chúng sanh như thế. Các ông những bậc Bồ Tát phải ghi nhớ kinh này, hầu tuyên truyền lưu bố rộng ra. Ngài Định Tự Tại Vương bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài chớ lo nghĩ ngàn muôn ức Bồ Tát Ma Ha Tát chúng con đều có thể nước oai thần của Phật mà tuyên diễn rộng rãi kinh này nơi có Diêm Phủ Đề để lợi ích cho chúng sanh. Định Tự Đại Vương Bồ Tát bạch với Đức Thế Tôn xong, bèn cung kính chắp tay làm lễ mà lui ra. Bấy giờ bốn vị thiên vương cai quản bốn phương đồng từ chỗ ngồi đứng dậy, cung kính chắp tay mà bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát Địa Tạng từ kiếp lâu xa đến nay đã phát đại nguyện như thế, vì sao đến nay vẫn độ chưa hết, lại còn phát quảng đại thệ nguyện nữa? Cúi xin Đức Thế Tôn dạy cho chúng con rõ. Đức Phật bảo bốn vị thiên vương rằng: Lành thay, lành thay, ta này sẽ vì sự lợi ích rộng lớn của các ông cùng các trời, chúng trời, người và hiện tại ở vị lai mà nói việc Bồ Tát Địa Tạng ở Ta Bà thế giới trong đường sanh tử nơi cõi Diêm Phủ Đề tử mẫn cứu vớt phương tiện độ thoát tất cả chúng sanh tội khổ. Bốn vị thiên vương bạch rằng: Vâng, bạch Đức Thế Tôn, chúng con xin muốn được nghe. Đức Phật bảo bốn vị thiên vương rằng: Bồ Tát Địa Tạng từ bao kiếp lâu xa cho đến nay độ thoát chúng sanh vẫn còn chưa mãn nguyện. Bồ Tát từ bi thương xót những chúng sanh tội khổ ở đời này, lại quán thấy vô lượng kiếp về sau nghiệp nhân cứ lây dây chẳng dứt, vì lẽ đó nên lại phát trọng nguyện. Bồ Tát ở Ta Bà thế giới trong cõi Diêm Phủ Đề dùng trăm ngàn vạn ước phương tiện để giáo hóa. Này bốn ông thiên vương, Bồ Tát Địa Tạng nếu gặp kẻ sát sanh thì dạy rõ quả báo vì ương lụy đời trước mà phải chết yểu. Nếu gặp kẻ trộm cắp thì dạy rõ quả báo bần cùng khổ sở. Nếu gặp kẻ tà dâm thì dạy rõ quả báo làm chim xe xẻ, bồ câu uyên ương. Nếu gặp kẻ nói lời thô ác thì dạy rõ quả báo quyến thuộc kình chống nhau. Nếu gặp kẻ hay hủy báng thì dạy rõ quả báo không lưỡi miệng lở. Nếu gặp kẻ nóng giận thì dạy rõ quả báo xấu xí, bệnh hoạn, tàn tật. Nếu gặp kẻ bòn sẻn thì dạy rõ quả báo sở cầu không toại nguyện. Nếu gặp kẻ ăn uống vô độ thì dạy rõ quả báo đói khát, cổ họng đau đớn. Nếu gặp kẻ săn bắn buông lung thì dạy rõ quả báo kinh cuồng bất mạng. Nếu gặp kẻ ngỗ nghịch với cha mẹ thì dạy rõ quả báo trời đất đánh chết. Nếu gặp kẻ đốt núi rừng cây cối thì dạy rõ quả báo cuồng mê đến chết. Nếu gặp kẻ làm cha mẹ trước hoặc cha mẹ sau mà độc ác thì dạy rõ quả báo sanh trở lại hiện đời bị roi vọt. Nếu gặp kẻ đặt lưới giăng bẫy để bắt các sinh vật còn non yếu thì dạy rõ quả báo cốt nhục chia lìa. Nếu gặp kẻ hủy báng tam bảo thì dạy rõ quả báo đuôi điếc cầm ngọng. Nếu gặp kẻ khinh chê giáo pháp thì dạy rõ quả báo ở mãi trong ác đạo. Nếu gặp kẻ phá hoại của thường trụ thì dạy rõ quả báo ức kiếp luân hồi nơi địa ngục. Nếu gặp kẻ ô nhục phạm hạnh và vu báng tăng già thì dạy rõ quả báo ở mãi trong loài súc sanh. Nếu gặp kẻ làm bỏng đốt chém chặt hoặc đả thương sinh vật thì dạy rõ quả báo phải luân hồi đền trả lẫn nhau. Nếu gặp kẻ phá giới phạm trai thì dạy rõ quả báo làm thân cầm thú đói khát. Nếu gặp kẻ phá hủy vật dụng một cách phi lý thì dạy rõ quả báo mọi sợ cầu đều thiếu hụt. Nếu gặp kẻ kiêu mạn cống cao thì dạy rõ quả báo làm nô dịch hèn hạ. Nếu gặp kẻ nói hai lưỡi gây xích mích thì dạy rõ quả báo không lưỡi hoặc trăm lưỡi. Nếu gặp kẻ tà kiến thì dạy rõ quả báo thọ sanh ở vùng biên địa. Trăm ngàn sự báo ứng kết quả bởi tập khí xấu ác từ thân khẩu ý niệm của chúng sanh trong cõi Diêm Phủ Đề như thế. Nay chỉ nói sơ lược đó thôi. Nghiệp cảm của chúng sanh trong chốn Diêm Phủ Đề sai biệt như thế.
Nên Bồ Tát Địa Tạng phải dùng trăm ngàn phương tiện để giáo hóa. Các chúng sanh ấy trước tiên phải thọ lãnh các quả báo như thế, sau đó lại đọa vào địa ngục, trải qua nhiều kiếp không có kỳ hạn thoát ra. Vì thế cho nên các ông phải hộ nhân hộ quốc, chớ để những nghiệp chướng đó làm mê hoặc chúng sanh. Bốn vị thiên vương nghe xong rơi lệ than thở, chắp tay lễ Phật mà lui ra. Phẩm thứ năm, danh hiệu của địa ngục. Lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát thưa cùng Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thưa nhân giả, xin ngài hãy vì trời rồng, tứ chúng và tất cả chúng sanh ở hiện tại cùng vị lai mà nói rõ danh hiệu của các địa ngục, nơi thọ báo của các chúng sanh tội khổ ở thế giới Ta Bà và cõi Diêm Phù Đề, cùng những sự ác báo, để cho chúng sanh trong thời mạt pháp ở đời sau biết rõ những quả báo đó. Ngài Địa Tạng đáp rằng: Thưa nhân giả, nay tôi nương oai thần của Đức Phật cùng oai lực của đại sĩ mà lược nói danh hiệu của các địa ngục cùng những sự về tội báo và ác báo. Thưa nhân giả, phương đông của cõi Diêm Phù Đề có dãy núi tên là Thiết Vi. Dãy núi đó tối thẫm, không có ánh sáng của mặt trời mặt trăng. Trong đó có địa ngục lớn tên là Cực Vô Gián, lại có địa ngục tên là Đại A Tỳ, lại có địa ngục tên là Bốn Sừng, lại có địa ngục tên là Giao Bay, lại có địa ngục tên là Tên Lửa, lại có địa ngục tên là Núi Ép, lại có địa ngục tên là Giáo Đâm, lại có địa ngục tên là Xe Sắt, lại có địa ngục tên là Giường Sắt, lại có địa ngục tên là Châu Sắt, lại có địa ngục tên là Áo Sắt, lại có địa ngục tên là Ngàn Mũi Nhọn, lại có địa ngục tên là Lửa Sắt, lại có địa ngục tên là Nước Đồng Sôi, lại có địa ngục tên là Ôm Trụ Đồng, lại có địa ngục tên là Lửa Chảy, lại có địa ngục tên là Cày Lưỡi, lại có địa ngục tên là Chém Đầu, lại có địa ngục tên là Đốt Chân, lại có địa ngục tên là Móc Mắt, lại có địa ngục tên là Viên Sắt, lại có địa ngục tên là Cãi Cọ, lại có địa ngục tên là Rìu Sắt, lại có địa ngục tên là Nhiều Nóng Giận. Ngài Địa Tạng nói rằng: Thưa nhân giả, trong dãy núi Thiết Vi có những địa ngục như thế, số nhiều vô hạn, lại có địa ngục kêu gào, địa ngục rút lưỡi, địa ngục phân và nước tiểu, địa ngục khóa đồng, địa ngục voi lửa, địa ngục chó lửa, địa ngục ngựa lửa, địa ngục trâu bò lửa, địa ngục núi lửa, địa ngục đá lửa, địa ngục giường lửa, địa ngục giường lửa, địa ngục chim ưng lửa, địa ngục cưa răng, địa ngục lột da, địa ngục uống máu, địa ngục đốt tay, địa ngục đốt chân, địa ngục đông ngược, địa ngục nhà lửa, địa ngục nhà sắt, địa ngục chó sói lửa. Các thứ địa ngục như thế, trong mỗi thứ lại có những địa ngục nhỏ, hoặc một, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, cho đến trăm ngàn, trong số đó danh hiệu đều chẳng đồng nhau. Địa Tạng Bồ Tát nói với Phổ Hiền Bồ Tát rằng: Thưa nhân giả, đây đều là do chúng sanh trong cõi Nam Diêm Phủ Đề làm điều ác mà tùy nghiệp chiêu cảm ra như thế. Nghiệp lực rất lớn, có thể sánh với núi Tu Di, có thể sâu dường biển cả, có thể chướng ngăn thánh đạo. Vì thế chúng sanh chớ khinh điều ác nhỏ mà cho là không tội. Sau khi chết đều có quả báo, dầu mày muốn đều phải thọ chịu. Chí thân như cha với con, mỗi người đều mỗi ngả đường khác nhau, dầu có gặp gỡ cũng chẳng bằng lòng chịu khổ thay cho nhau. Nay tôi nương oai lực của Đức Phật mà lược nói những sự tội báo nơi địa ngục, mong nhân giả tạm nghe lời đó. Ngài Phổ Hiền đáp rằng: Tôi từ lâu đã rõ tội báo nơi tam ác đạo, tôi mong nhân giả nói ra để khiến cho tất cả chúng sanh ác hạnh trong đời mạt pháp sau này nghe được lời dạy của nhân giả mà quay về với Phật. Ngài Địa Tạng nói rằng: Thưa nhân giả, về tội báo ở chốn địa ngục, việc ấy như vậy. Hoặc có địa ngục kéo lưỡi người tội ra cho trâu cày lên, hoặc có địa ngục moi tim người tội ra cho quỷ dạ xoa ăn, hoặc có địa ngục vạc nước sôi sùng sục nấu thân người tội, hoặc có địa ngục đốt trụ đồng nóng đỏ rồi bắt người tội ôm lấy, hoặc có địa ngục các bựng lửa đuổi theo người tội, hoặc có địa ngục toàn là băng giá, hoặc có địa ngục đầy vô hạn đồ phẫn tiểu, hoặc có địa ngục toàn là loại chùy gai bay, hoặc có địa ngục có nhiều giáo lửa, hoặc có địa ngục chỉ đập ngực lưng, hoặc có địa ngục chỉ đốt tay chân, hoặc có địa ngục rắn sắt quấn cắn, hoặc có địa ngục xua đuổi chó sắt, hoặc có địa ngục toàn kéo la sắt. Nhân giả, những quả báo như thế, trong mỗi ngục có trăm ngàn thứ khí cụ nghiệp đạo đều là bằng đồng, bằng sắt, bằng đá, bằng lửa. Bốn thứ này là do các hành nghiệp cảm vời ra. Nếu nói rộng ra về những sự tội báo ở địa ngục, thì trong mỗi ngục còn có cả trăm ngàn thứ khổ sở, huống chi là nhiều ngục. Nay tôi nương sức vai thần của Đức Phật, và vì nhân giả hỏi đến mà nói sơ lược như thế, nếu nói rộng ra thì cùng kiếp nói cũng không hết được.
phẩm thứ sáu Như Lai tán thán. Lúc đó toàn thân của Đức Thế Tôn phóng ra ánh sáng lớn, soi khắp trăm ngàn muôn ức thế giới nhiều như các sông Hằng của chư Phật, lại phát ra âm thanh lớn bảo khắp các thế giới của chư Phật rằng: tất cả hàng Bồ Tát, Ma Ha Tát cùng trời rồng, quỷ, thần, nhân, phi nhân, vân vân, hãy lắng nghe hôm nay ta xưng dương tán thán Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát về việc ở trong mười phương thế giới hiện sức từ bi oai thần to lớn không thể nghĩ bàn để cứu giúp tất cả những kẻ tội khổ. Sau khi ta diệt độ thì hàng Bồ Tát đại sĩ các ông cùng với trời rồng, quỷ thần, vân vân nên dùng nhiều phương tiện để gìn giữ kinh này, khiến tất cả chúng sanh đều chứng được cảnh vui niết bàn. Nói lời ấy xong, trong pháp hội có một vị Bồ Tát tên là Phổ Quảng cung kính chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: này còn nghe Đức Thế Tôn tán thán Địa Tạng Bồ Tát có đức oai thần rộng lớn bất khả tư nghỉ như thế, còn trông mong Đức Thế Tôn lại vì những chúng sanh trong thời mạt pháp ở đời sau mà tuyên thuyết các sự nhân quả của Địa Tạng Bồ Tát, làm lợi ích cho hàng trời người, hầu làm cho thiên long bát bộ và chúng sanh trong đời sau thảy đều kính vâng lời của Đức Phật. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Phổ Hiền: